Chư Hồng cộng nuốt một ngụm nước bọt, ngẩng đầu nhìn cửa đại điện treo ba chữ to, Ma Thiên Các. Nhiều ít người kiêng kỵ, nhiều ít người sợ hãi, nhiều ít người mơ ước Ma Thiên Các. Hắn đã không nhớ rõ bao nhiêu lần mộng thấy nơi này. Đến nay một lần nữa trở lại Ma Thiên Các, nội tâm đủ loại cảm giác. Vào đại điện bên trong, Chư Hồng cộng tốc độ biến nhanh. Hắn biết sư phụ hận nhất chính là Lê Ma Lê mấy người. Theo thật sát minh thế nhân đằng sau, đi qua hai cây to lớn trụ tử, đến đại điện ở giữa, ngẩng đầu nhìn một cái đến. Một vị nhìn hơi có tinh thần, thậm chí không kia lão giả già nua ngồi ngay ngắn đại điện bên trên. Hai mắt thâm thủy có thần, phù phù. Chư Hồng cộng bị cái này hai nhãn thần dọa đến ngay tại chỗ quy xuống. Hai tay nâng lên, cái chán chạm đất, nói ra: Đồ nhi tham kiến sư phụ vạn thọ vô cương. Cũng không biết vì cái gì, minh thế nhân cảm giác được mí mắt nhảy một cái, giống như gặp được đối thủ. Lộc Châu vuốt râu nói: Nhiệt đồ, sư phụ, mày nghe ta giải thích, ta không có phản bội sư môn, rời đi Ma Thiên Các cấp tốc bất đắc dĩ, mong rằng sư phụ thứ tôi. Chư Hồng cộng thở mạnh cũng không dám. Đoan Mộc Sinh, Minh Thế Nhân, Tiểu Diên Nhi, cùng với vừa tới đến Chiêu Nguyệt, đều nhìn chằm chằm hắn. Lục Châu nói ra: Bất đắc dĩ, đồ nhi cái này là chịu thất sư huynh mê hoặc à? Vì cái gì liền người một người chịu mê hoặc? Lời này rõ ràng cũng là nói cho cái khác đồ đệ nghe. Mới vừa xuyên qua thời điểm, không chỉ là Chư Hồng cộng một người, trừ Tiểu Diên Nhi bên ngoài, còn lại đồ đệ đều có dao động. Nghe nói như thế, nhất là Minh Thế Nhân, biểu lộ có một ít mất tự nhiên liếc hướng Chư Hồng cộng. Chư Hồng cộng cao giọng nói: Đồ nhi chân thành tâm rõ ràng, nhật nguyệt chứng giám, mong rằng sư phụ mình xét. Lục Châu chắp tay đứng dậy, từ bậc thang đi xuống, đến Chư Hồng cộng mặt trước. Chư Hồng cộng toàn thân run không ngừng, áp thấp đầu, không dám nhìn Lục Châu. Lão bác, ngươi có phải hay không muốn bản tọa chết sớm một chút? Câu nói này hỏi một chút ra, Chư Hồng cộng lại là run rẩy một chút, sập đầu nói: Đồ nhi không dám. Lục Châu lắc đầu, cũng không biết lúc trước cơ thiên đạo là thế nào nghĩ, thu nhiều như vậy đồ đệ, duy chỉ có cái này kẻ lão bát nhát như chuột. Những năm này, ngươi tại lão thất trợ giúp hạ, khai hỏa một chút danh đầu, ngươi làm chuyện ác cũng là một ít không đau không ngứa việc nhỏ. Những này tiếng xấu, Ma Thiên Các đều có thể một mình gánh chịu. Lục Châu chắp tay nói, trên thực tế cũng là như thế. Coi như Lục Châu không cho là như vậy, cửu đại đệ tử là những chuyện như vậy, tu hành giới cũng đều đem mâu thuẫn trước chỉ Ma Thiên Các. Ma Thiên Các tiếng xấu chính là như vậy mà tới. Cơ thiên đạo hắc bảng thứ nhất, cũng là bởi vì này mà khởi. Đồ nhi biết sai, Chư Hồng cộng thành thành thật thật nhận lầm. Đinh, điều giáo Chư Hồng cộng, thu hoạch được 100 điểm công đức. Lão thất những năm này có mưu đồ gì? Lục Châu hỏi. Từ Vô Nhai đã làm ám vong giáo chủ, sao lượng phong vân mục đích là cái gì đây? Lão bác cùng Từ Vô Nhai đi gần, có thể biết chút ít cái gì. Thất sư huynh cho tới bây giờ không nói với ta những này, ta là thật không biết. Hắn giống như cùng đại sư huynh, nhị sư huynh khá là thân thiết, thường xuyên thảo luận một chút thiên hạ đại thế, ta nghe được như lọt vào trong sương mù. Chư Hồng cộng chi tiết nói, ngày đó ngươi tại sao lại xuất hiện tại Thanh Ngọc Đàn? Lục Châu hỏi lần nữa. Thất sư huynh nói, Ma Sát Tông muốn cùng Chính Nhất Đạo liên hợp, muốn mượn cơ hội này cô lập ảm võng cùng U Minh Giáo. Thất sư huynh lại thế nào khả năng để bọn hắn tọa nguyện? Lục Châu không chớp mắt nhìn xem lão bát, hắn đối mỗi cái đồ đệ đều hiểu rất rõ. Chư Hồng cộng tu vi cũng rơi trong mắt hắn, thân đình cảnh đỉnh phong. Đương nhiên, đây là bởi vì công pháp không được đầy đủ. Cùng cái khác đồ đệ không giống là, hắn nhớ kỹ Chư Hồng cộng công pháp tu luyện, tên là Cửu Kiếp Lôi Cương, dòng giã thiêu thôn cuối cùng mấu chốt nhị kiếp. Cái này chú định, lão bát không có khả năng vào nguyên thần kiếp cảnh. Đều nói lão bát tu vi thấp, có thể không ai chú ý tới công pháp của hắn thiếu hụt. Như vậy có thể thấy được, Ma Thiên Các cửu đại đệ tử thiên phú, không khỏi là một ngàn chọn một. Đồng thời, để hắn cảm thấy ngoại ý muốn là, lão bát lại có 5% độ trung thành. Cái này giống như Diệp Thiên Tâm bất đồng, Diệp Thiên Tâm là phản bội sư môn về sau, sinh ra hận ý, đến nay hận ý tiêu, còn không tính là Ma Thiên Các đệ tử, có thể lão bát vẫn luôn có 5% độ trung thành. Ý vị này, từ đầu đến cuối, lão bát đều đối Ma Thiên Các có kia đinh điểm lo lắng. Ta biết sai, trước phạt ngươi vào tư quá động tỉnh lại, Lục Châu phất tay. Chư Hồng cộng liền giật mình, hồi tưởng lại dọc theo con đường này tứ sư huynh dặn dò yếu điểm, hắn không dám khinh thường, lại lần nữa dập đầu nói: Sư phụ, đồ nhi tự biết nghiệp chướng nặng nề, cầu sư phụ trọng phạt. Đám người nghe được mộng bức, thế mà còn có người ghét bỏ phạt quá nhẹ. Cái này tư quá động cũng không tốt qua, trong động cực kỳ lạnh lẽo, thấu triệt tận xương. Liền xem như người có tu vi, cũng cần không ngừng vận chuyển nguyên khí, chống cự hàn khí. Không ngừng vận chuyển nguyên khí quá trình, chính là một cái lâu dài tra tấn. Trừ Diệt Thiên Tâm, Lục Châu thật đúng là không có trọng phạt qua đồ đệ. Sư phụ, lão bát phạm phải sai lầm lớn, lý nên trọng phạt. Đúng, lý nên trọng phạt. Bát sư huynh ra giày, tư quá động với hắn mà nói, ngược lại tiện nghi hắn. Sư phụ, muốn không đánh gãy chân hắn, tránh khỏi hắn về sau chạy loạn. Tiểu Diên Nhi đề nghị, chán. Chư Hồng cộng một mặt giọng nghẹn ngào, đều nói tiểu sư muội thiên chân vô tà, tâm tư đơn thuần, thế nào cảm giác không phải có chuyện như vậy á? Lục Châu vuốt râu nói, trượng đánh 50, sửa chữa Kim Đình Sơn, sau đó phong bế tu vi tư quá động tỉnh lại 3 năm. Anh, Chư Hồng cộng đột nhiên có một ít hối hận.
Phía trước hai loại hắn da dày có thể kháng trụ, nhưng là phong bế tu vi, tại tư quá động bên trong chờ 3 năm, chỉ sợ là sẽ bị đông thành băng côn. Thế nào, ngươi không phục? Lục Châu nghi ngờ nói. Đồ nhi lãnh phạt. Chư Hồng Cộng vội vàng cúi người xuống nói ra, dẫn hắn xuống dưới. Đồ nhi tuân mệnh. Minh Thế Nhân đến Chư Hồng Cộng bên người, vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói ra, đi. Chư Hồng Cộng không nhúc nhích. Đồ ngốc, cái này dọa đến đi không được rồi. Minh Thế Nhân đơn trở một đề, một cầu cương khí nhìn quanh Chư Hồng Cộng, nâng hắn lên, hướng phía Ma Thiên Các đại điện đi ra ngoài, đi thẳng tới hậu sơn. Chư Hồng Cộng mới thở một cái đại khí, nói ra, sư phụ không có đánh ta, sư phụ vậy mà không có đánh ta, sư huynh, ta có phải hay không đang nằm mơ, nhanh bấm bấm ta. Minh Thế Nhân bày hắn một ánh mắt, nói ra, ngươi cứ như vậy sợ hãi bị đánh. Đương nhiên sợ, sư phụ tính tình, không đúng, giống như sư phụ tính tình cùng trước kia hoàn toàn chính xác có chút không giống. Coi như số ngươi gặp may, ta đã sớm nói, dựa theo ta dạy cho ngươi xáo lộ cầu xin tha thứ, sư phụ không hội trọng phạt ngươi. Minh Thế Nhân khá có cảm giác thành công địa đạo, ngươi phạm phải sai, há lại vẻn vẹn mang theo tu vi vào tư quá động đơn giản như vậy. Từ sư huynh nói đúng lắm, ta tạ từ sư huynh giúp ta miễn đi trọng phạt, từ sư huynh ân tình, lá bát khắc trong tâm khảm. Chư Hồng Cộng nói ra, ngay tại hai người thảo luận thành của thời điểm bền đến. Phân Trọng cầm Lục Dương Công xuất hiện tại tầm mắt bên trong, làm hắn nhìn thấy Chư Hồng Cộng thời điểm, không có hảo ý nói. Từ tiên sinh, đến tân nhân rồi, có thể là trên Kim Bình Sơn đợi đến dường như buồn bực, bình thường cũng không thể tùy tiện xuống núi, đến lúc này máu mới, Phân Trọng tự nhiên hiểu kỳ. Minh Thế Nhân tùy tiện gật đầu, Phân Trọng cười ha hả đến Chư Hồng Cộng bên người, thoáng dò xét đến. Có chút mập mạp, cái đầu cũng không phải đặc biệt cao, hơi có vẻ ngu dốt tướng mạo, ngây thơ chân thành, xem xét chính là dễ khi dễ cái chủng loại kia. Tại hạ Phan Trọng, huynh đệ xưng hô như thế nào? Phan Trọng lôi kéo làm quen nói. Chư Hồng Cộng lườm hắn một cái, đang muốn bão nổi. Minh Thế Nhân ho khan hạ, hắn chỉ có thể nuốt trở vào. Phan Trọng cũng không ngốc, nghĩ thầm tứ tiên sinh một cái ho khan là có thể đem cái này tân nhân chị phải ngoan ngoãn. Hắn dùng cùi chỏ thọc Chư Hồng Cộng nói ra, tân nhân, kỳ thật tứ tiên sinh là người rất dễ nói chuyện, đừng lo lắng. Từ nay về sau, chúng ta liền đều là huynh đệ. Ai là huynh đệ với ngươi? Chư Hồng Cộng nhịn không được, khinh thường nói. Phan Trọng nói ra, nói như vậy lại không được, còn may là làm cái này tứ tiên sinh mặt, nếu là tam tiên sinh hoặc là cửu tiên sinh ở đây, đủ người chịu. Cái này từ nơi nào xuất hiện bệnh tâm thần, một bộ làm người sư trưởng giáo huấn người bộ dáng. Minh Thế Nhân giơ tay lên nói, làm việc. Chư Hồng Cộng đàng hoàng nói, nha. Nhìn thấy phụ cận ngay tại sửa chữa nấc thang diễn nguyệt cung nữ tu, Chư Hồng Cộng tâm tình thay đổi tốt hơn một chút chạy tới. Phan Trọng thấy thế, thất giọng nói, tứ tiên sinh, cái này tân nhân, có chút ý tứ, biết làm việc. Đâu chỉ làm việc, từ hôm nay trở đi, không có sự tình khác, hắn phải tại tư quá động bên trong nán lại. Tư quá động, Phan Trọng nghe vậy, nội tâm một trận bồn chồn, mà thiên các thu một người mới khó, các chủ làm như thế, không sợ lạnh đệ tử khác tâm. Yên tâm, hắn sẽ không lạnh, còn biết cảm kích. Minh Thế Nhân quay người rời đi, Phan Trọng nghe được không hiểu thấu, không dự định đi tu luyện Lục Dương Công, mà là có chút hăng hái quan sát Chư Hồng Cộng. Chư Hồng Cộng rất là ra sức, cái này làm gì làm cái đó, cái gì sống lại khổ sống, toàn bộ cầm xuống. Nửa ngày xuống, Chư Hồng Cộng vậy mà một cái lời oán giận đều không có. Mặt trời ngã về tây thời điểm, Chư Hồng Cộng mới ngồi xuống nghỉ ngơi. Phan Trọng đi tới, rối ra ngón tay kẻ nói, huynh đệ, có thể. Ý gì? Tân nhân chính là muốn có tân nhân giác ngộ, ta thật sự là bội phục ngươi. Chuyện nhỏ, Chư Hồng Cộng rất là đắc ý nói. Phan Trọng thở dài nói, nhớ ngày đó ta mới vừa lên núi thời điểm, chính là không có ngươi cái này giác ngộ, không ít bị đánh. Bị đánh? Đúng vậy à? Phan Trọng nhìn chung quanh một chút, thấp giọng nói, huynh đệ, mà thiên các đệ tử từng cái tính tình cổ quái, không cẩn thận liền sẽ rước họa vào thân. Chư Hồng Cộng nhớ mày, hắn đánh giá Phan Trọng, tính tình cổ quái. Chư Hồng Cộng nghi ngờ nói, ngươi vừa rồi nhìn thấy là Ma Thiên Các đệ tử vị đệ tử Minh Thế Nhân, mặt ngoài nhìn rất ôn hòa, trên thực tế bất cận nhân tình. Tân tiên sinh Đoan Mục Sinh còn tốt, trước sau như một, có thể trong mắt của hắn không vò hạt cát. Còn có Ma Thiên Các nhỏ nhất đệ tử Từ Diên Nhi, ngươi có thể ngàn vạn đừng bị nàng nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu biểu tượng lừa gạt. Nhà đầu này hỉ nộ vô thường, tinh khí nóng này, người muốn cách xa nàng một chút. Phan Trọng Sát có kỳ sự nói. Nói đến Tiểu Diên Nhi thời điểm, Chư Hồng Cộng giật mình. Nghĩ đến vừa rồi tại Ma Thiên Các bên trong một màn, Tiểu Diên Nhi hoàn toàn chính xác giữ dần dáng vẻ. Chư Hồng Cộng nhìn về mặt bát quái tướng Phan Trọng, tò mò hỏi, ngươi có thể có nghe nói qua Tà Vương? Tà Vương? Phan Trọng lộ ra xem thường thần sắc, tiếp tục nói, Ma Thiên Các đều không có coi hắn là chuyện. Tà Vương chính là cái hù dọa người xưng hào thôi, hắn mới thần đình cảnh tu vi, liên ta đều chưa hẳn địch nổi. Ngươi thật giống như nhìn không có dễ chịu. Chư Hồng Cộng đâu chỉ không thoải mái, nhãn bên trong đều có hoa khí. Khụ phụ, Minh Thế Nhân chẳng biết lúc nào xuất hiện tại phụ cận, hắn cái này một ho khan, lập tức đem Chư Hồng Cộng hoa khí dội tắt. Phan Trọng thấy thế, âm thầm gật đầu, tân nhân liền muốn có tân nhân giác ngộ. Minh Thế Nhân nói ra, Phan Trọng, tự tiên sinh có gì phân phó?
đem hắn tu vi phong bế. Vào Tư Quá Động tỉnh lại, Minh Thế Nhân nói ra. Phan Trọng nghe vậy, nội tâm nhất kinh, có chút khó tin mà nói, Tứ tiên sinh, hắn bất quá là mới tới, làm là như vậy không phải quá ác rồi. Làm theo, vâng, Phan Trọng đành phải đến Chư Hồng Cộng bên người, thấp giọng nói ra, huynh đệ, thật có lỗi, nhịn một chút. Chư Hồng Cộng ngược lại là không có ý kiến gì. Phan Trọng âm thầm gật đầu, cái này tân nhân giác ngộ, thật không là bình thường cao. Không bao lâu, hắn liền đem Chư Hồng Cộng tu vi toàn bộ phong bế. Chư Hồng Cộng quay người mặt hướng Phan Trọng, vô vỗ Phan Trọng bả vai, nói ra, chờ ta ra. Đừng có khách khí như vậy, đều là người một nhà. Phan Trọng nói ra, Chư Hồng Cộng đứng dậy, đi theo Minh Thế Nhân hướng phía Tư Quá Động phương hướng đi tới. Đúng lúc này, Nhất Đạo Thanh Y thân ảnh ngự không như đến, ở trên cao nhìn xuống nói, Bát Sư Huynh, Bát Sư Huynh. Phan Trọng quay đầu, theo tiếng kêu nhìn lại, nhìn thấy Ma Thiên Các đệ cửu vị đệ tử, cũng chính là Tiểu Diên Nhi, hai tay chống nạnh, ngựa không quan sát. Chư Hồng Cộng dừng bước, quay đầu cười nói, Tiểu Sư Muội, Tiểu Sư Muội. Tiểu Diên Nhi nói, Sư Phụ có lệnh, làm ta đến giám sát trượng đánh. Từ Sư Huynh, đừng quên nha, nếu là đến nơi đây còn nghe không rõ quan hệ giữa bọn họ, kia Phan Trọng đời này liền sống uổng phí. Phan Trọng cảm giác được yết hầu có chút cạn, có chút chát chát, mí mắt nhảy đến mấy lần. Minh Thế Nhân bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra, lão bác, đừng trách Sư Huynh, bất quá ngươi yên tâm, ta tận lực lưu thủ. Chư Hồng Cộng lập tức một mặt giọng nghẹn ngào nhìn thoáng qua Tiểu Sư Muội. Minh Thế Nhân lôi kéo Chư Hồng Cộng dừng lại truy bạo, kêu thảm như heo bị làm thịt thanh vang vọng toàn bộ Ma Thiên Các. Phan Trọng thấy nghiêng đầu, trong lòng cũng đi theo run lên. Cái này gọi tận lực lưu thủ, hẳn là toàn lực ứng phó á. Đinh, trừng trị bát đầu đệ Chư Hồng Cộng, thu hoạch được 100 điểm công đức. Trượng đánh kết thúc, Minh Thế Nhân rất là hài lòng, tiện tay vung lên, mang theo lão bát hướng phía Tư Quá Động mà đi. Phan Huynh, Chu Kỷ Phong cóng kiếm từ đằng xa đi tới. Phan Huynh, ngươi thế nào rồi? Sắc mặt khó coi như vậy, không phải là sinh bệnh rồi? Chu Kỷ Phong đến Phan Trọng trước mặt. Phan Trọng trừng trong mắt, lẩm bẩm nói, ta giống như gặp rắc rối. Cùng lúc đó, Ma Thiên Các trong mật thất, Lục Châu lĩnh hội một đoạn thời gian thiên thư, cảm giác được tinh thần trở nên sung mãn, liền mở mắt. Đồng thời, hắn nghe được trừng trị Chư Hồng Cộng công đức ban thưởng tiếng nhắc nhở. Hắn lại lần nữa nhìn thoáng qua hệ thống giao diện điểm công đức số, còn kém hơn 1000, liền có thể mua thất tinh truyền hồn. Sư phụ, Hoa Vô Đạo cầu kiến. Tiểu Diên Nhi thanh âm từ mặt truyền đến. Biết, Lục Châu chậm rãi đứng dậy, mở ra mật thất cánh cửa, hướng phía Ma Thiên Các đại điện đi tới. Hoa Vô Đạo cung cung kính kính đứng ở đại điện bên trong, chờ đợi một lát, liền nhìn thấy Lục Châu chậm rãi tới. Hoa Vô Đạo, tham kiến các chủ. Hoa Vô Đạo không người làm lễ. Nghĩ rõ ràng rồi. Hoa Vô Đạo gật gật đầu, nghĩ rõ ràng. Rất tốt, ta chỉ là hiếu kỳ, Ma Thiên Các bảo bối đông đảo, muốn cái này Hắc Mục nên làm cái gì sử dụng? Hoa Vô Đạo nghi ngờ nói. Mở khí hài, Lục Châu thẳng thắn trả lời. Hắn thẳng thắn, để Hoa Vô Đạo nao nao. Hoa Vô Đạo thở dài lắc đầu, thực không dám giấu giếm, Vân Tông chỉ có một mảnh Hắc Mộc Liên, muốn mở khí hải chỉ ít cần hai mảnh. Hắc Mộc Liên vô cùng chân quý, toàn bộ đại viêm sẽ không vượt qua năm mảnh, chỉ cần tới một mảnh chỉ sợ không đủ. Mặc kệ cho ai mở khí hải cũng chỉ ít cần hai mảnh Hắc Mộc Liên, cho nên bản tọa cần hai mảnh. Rất trực tiếp, cũng rất thẳng thắn. Chuyện này cực kỳ trọng yếu, ta đã phi thư Vân Tông trưởng lão, hắn nhóm sẽ mau chóng thương thảo việc này. Hoa Vô Đạo nói ra. Lục Châu gật gật đầu, nói ra, cáo chi Vân Tông, bản tọa kiên nhẫn có hạn, Hắc Mộc Liên, bản tọa nhất định phải được. Hoa Vô Đạo nghe vậy, không người nói, ta hết sức cân đối, không ra một tháng, tất có kết quả. Được, một tháng thời gian, đối với Lục Châu mà nói, cũng không tính cái gì. Lục Châu thực lực cùng tu vi còn yếu kém, nếu không phải vì thu hoạch điểm công đức, hắn hoàn toàn có thể lưu trên Kim Đỉnh Sơn chân không bước ra khỏi nhà. Khôi phục tự thân tu vi, vẫn y như cũ là quan trọng nhất. Nếu là cơ thiên đạo như thế, chờ nói một tháng, liền xem như một ngày cũng chờ không. Lục Châu bất đồng, hắn hiện tại chính là không bao giờ thiếu thời gian. Một tháng thời gian, thoáng qua liền mất. Cái này một tháng đến nay, Lục Châu trừ điều giáo đám này đổ đệ bên ngoài, chính là lĩnh hội thiên thư. Điểm công đức tích lũy, cũng rốt cục đạt đến 10000 năm. Mà thiên các đại điện bên trong, Lục Châu nhìn xem hệ thống giao diện điểm công đức số, do dự, là mua pháp thân, còn là rút thưởng. Rút thưởng, có phong hiểm. Mua pháp thân, lại hội đem tân tân khổ khổ tích lũy điểm công đức tiêu xài trống không. Không có điểm công đức bằng thân, luôn cảm thấy khuyết thiếu cảm giác an toàn. Suy nghĩ một lát, Lục Châu lắc đầu, vẫn là chờ điểm công đức nhiều tích lũy một điểm mới quyết định. Dù sao pháp thân tùy thời có thể trực tiếp mua, cũng không có cái gì trên tu hành bình cảnh. Lúc này, Ma Thiên Các đại điện bên ngoài, Hoa Vô Đạo cùng Minh Thế Nhân đi đến. Tham kiến các chủ, Đồ Nhi tham kiến sư phụ. Lục Châu ánh mắt rơi vào Minh Thế Nhân cùng Hoa Vô Đạo trên thân. Chúc mừng Hoa trưởng lão khai diệp. Hoa Vô Đạo nội tâm nhất kinh, con mắt trợn to, có một ít không thể tin nhìn xem ngồi ngay ngắn đại điện bên trên Lục Châu. Cái này một tháng đến nay, hắn mỗi ngày đều tại chữa thương. Thập Vu đại chiến về sau, lại cùng Kiếm Thánh La Sĩ Tam chiến đấu hồi lâu.
Tại Bạch Trạch Điềm lành chi khí tăng phúc họa, áp lực 20 năm mấu chốt lại chịu thương thời điểm kết. Chỉ bất quá, hắn khai diệp thời điểm cũng không có biết, thậm chí còn đang cố ý ẩn giấu tu vi, ổn định tại lục diệp tá hữu. Không nghĩ tới sẽ bị Lục Châu một ánh mắt xem thấu, hắn sao có thể không kinh ngạc. Minh Thế Nhân, Đoan Mộc Sinh, Tiểu Diên Nhi nghe được sư phụ đều lộ ra vẻ kinh ngạc đến. Chúc mừng Hoa trưởng lão, chúc mừng Hoa trưởng lão. Đoan Mộc Sinh tâm có không phục, có thể đối cường giả còn là rất tôn trọng, đồng dạng chắp tay. Chúc mừng Hoa trưởng lão. Hoa Vô Đạo phất phất tay nói, hổ thẹn hổ thẹn, nếu không phải kia Bạch Trạch Hiền Linh, chỉ sợ ta cái này 20 năm mấu chốt cũng không có khả năng giải khai. Nói cho cùng, chuyện này ta vẫn là phải cảm tạ các chủ. Các chủ, xin nhận ta cúi đầu. Nói, hắn liền cung cung kính kính quỳ xuống, cũng không ai ngăn cản. Tại cái này Ma Thiên Các bên trên, Lục Châu hoàn toàn có tư cách chịu khởi hắn cái này cúi đầu. Có thể là xuyên qua thời gian lâu dài, Lục Châu đã hoàn toàn có thể nắm hảo Ma Thiên Các các chủ tâm thái. Cho nên, hắn đối Hoa Vô Đạo quỳ bái cũng không có quá nhiều ba động, tương phản, lộ ra rất là bình tĩnh. Đứng lên mà nói, Lục Châu lạnh nhạt phất tay áo. Hoa Vô Đạo đứng dậy, thất diệp, Lục Châu hỏi. Hắn đương nhiên biết Hoa Vô Đạo hiện tại đã là danh phù kỳ thực thất diệp, chẳng qua là muốn tận mắt nghiệm chứng một chút thôi. Hoa Vô Đạo gật gật đầu, hai mắt trở nên có thần đến. Bách Kiếp Động Minh, một tòa bảy trượng chi cao Bách Kiếp Động Minh pháp thần xuất hiện sau lưng Hoa Vô Đạo, dưới trường kim liên thất diệp nở rộ, không ngừng xoay tròn. Lục Hợp Đạo ấn, Hoa Vô Đạo nhấc chân cất bước, dưới chân xuất hiện âm dương đã thành thái cực chi thế, nhất hắc nhất bạch, thái cực bát quái đồ hình trướng mắt chói mắt. Ngay sau đó, can, khôn, sinh, tử, thủy, hỏa, hữu, vô, ly, trên cái chữ truyện chữ lớn chậm rãi phiêu khởi, vây quanh Hoa Vô Đạo xoay tròn. Cửu tự Lục Hợp Đạo ấn, Minh Thế Nhân cùng Tiểu Diên Nhi nhìn một mặt tán thưởng, ngược lại là Đoan Mộc Sinh phản ứng có một ít kịch liệt, nhãn bên trong tràn ngập muốn nhảy tới luận bản xúc động, tay thù thỉnh thoảng điện nắm chặt bá vương thương. Tam sư huynh, ngươi bị bỏ lại, Minh Thế Nhân cười nói, Hoa trưởng lão dù mở thất diệp, có thể cuối cùng cũng có một ngày, ta hội phá cái này Lục Hợp Đạo ấn. Đoan Mộc Sinh không phục nói, ngươi cũng đừng quên, ngươi bây giờ có bá vương thương, Hoa trưởng lão liền một kiện ra dáng vũ khí đều không có, thật sự là hết chuyện để nói. Đoan Mộc Sinh mở trừng hai mắt, đã ta giống như Hoa trưởng lão chênh lệch to lớn như thế, vậy kế tiếp một tháng làm phiền tứ sư đệ theo ta luận bàn luyện thương. Ách, vốn là trêu chọc vài câu, không nghĩ tới họa từ miệng mà ra. Minh Thế Nhân một mặt im lặng. Hoa Vô Đạo lắc đầu nói ra, Đoan Mộc Sinh mặc dù chỉ mở nhị diệp, có thể hắn có thể cùng tứ diệp thậm chí ngũ diệp cường địch giao thủ, hắn thiên phú cũng hơn xa lão phu, cái gọi là tuổi trẻ chính là tư bản, ta cái này khai diệp dù sao cũng là 20 năm áp lực kết quả, sợ muốn không được mấy năm Đoan Mộc Sinh liền hội siêu việt ta. Điểm này không thể nghi ngờ, lời này mặc dù có mông ngựa hiểm nghi, có thể là nghe lại vô cùng dễ nghe, Đoan Mộc Sinh không khỏi lộ ra ngạo nghễ thần sắc. Hoa trưởng lão đối Đoan Mộc Sinh như thế coi trọng, Lục Châu ngược lại là không nghĩ tới, Lục Châu ngược lại là cảm thấy, mà thiên các cái này mấy tên đệ tử bên trong, liền thuộc Đoan Mộc Sinh thiên phú kém cỏi nhất, mộ tình cũng kém một chút. Sở dĩ lấy được tiến bộ lớn như vậy, là bởi vì hắn nhập môn sớm, đè nén cũng lâu. Phải biết, Minh Thế Nhân đã sớm bước vào nguyên thần kiếp cảnh, Lục Châu thậm chí hoài nghi, Minh Thế Nhân nghiệt đồ này, lại tại cố ý giấu dốt, làm không tốt, đã nhị diệp hoặc là tam diệp. Hoa Vô Đạo gật đầu. Ta thường xuyên giống như Đoan Mộc Sinh luận bàn, hắn đấu pháp cứng cỏi bền bỉ, lực lượng cương mãnh, tiến công quả quyết, ta chưa bao giờ thấy qua đối thủ như vậy. Đoan Mộc Sinh bị thổi phồng đến mức có chút ngượng ngùng, chắp tay nói, Hoa trưởng lão quá khiêm tốn, nhìn xem đại gia tu vi đều tại vững bước tăng trưởng. Tiểu Diên Nhi mèo máo, có chút không phục, đáng tiếc nàng hiện tại khí hải chưa thông, vào không nguyên thần kiếp cảnh. Tại nguyên thần kiếp cảnh mặt trước, thần đình trở xuống đều là sâu kiến, không cần nói nàng thần đình nhiều mạnh, cũng không có khả năng chiến thắng nguyên thần kiếp cảnh. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, nguyên thần kiếp cảnh mới mang ý nghĩa tu vi vừa mới bắt đầu. Lục Châu vuốt râu nói, hồi đến chính đề. Hoa Vô Đạo tiện tay vung lên, Bách Kiếp Động Minh cùng Lục Hợp Đạo ẩn tiêu thất, còn tốt không có ngay tại chỗ yêu cầu luận bàn, nếu không Lục Châu thật đúng là không tốt cầm lối cương tạp, vạn nhất đem cái này cường lực cánh tay đánh chết thì mai nói do lý lẽ đi. Hoa Vô Đạo nói ra, Vân Tông hôm qua liền phi thư, Vân Tông có thể cấm Hắc Mục Liên trao đổi đinh phồn thu. Lục Châu hài lòng gật đầu, coi như Vân Tông người thức thời, nhưng mà Hoa Vô Đạo lại tiếp tục nói ra, bất quá hắn nhóm còn có một cái phụ gia điều kiện, nói một cái đinh phồn thu không đủ, cần cộng thêm một kiện thiên dài vũ khí. Hoa Vô Đạo câu nói này nói đến không có lực lượng, cảm giác có điểm giống là giúp Vân Tông nói chuyện giống như, nơi này dù sao cũng là Ma Thiên Các, người nào cũng khó tránh các chủ nghe lời này có tức giận hay không. Lục Châu biểu lộ ra rất bình tĩnh. Minh Thế Nhân nói ra, lòng tham không đáy, Ma Thiên Các nguyện ý cùng bọn hắn làm giao dịch, đã cho cơ hội còn muốn thiên dài vũ khí, ngươi cũng đã biết thiên dài vũ khí có quý giá cỡ nào. Vân Tông đưa ra yêu cầu này rất rõ ràng là ghét bỏ đinh phồn thu giá trị quá thấp, dù là đinh phồn thu là ngũ diệp cao thủ, có thể theo bọn hắn nghĩ một cái đinh phồn thu còn chưa đủ để đổi lấy một mảnh hắc mộc liên. Ta đương nhiên biết thiên dài vũ khí quý giá, mà lại
ta cũng không chủ trương cùng bọn hắn trao đổi. Hoa Vô Đạo thái độ khác thường. Minh Thế Nhân cũng có chút ngoài ý muốn, nói ra, ngươi không lo lắng Đinh Phồn Thu rồi, ta dù lương tâm đi lên không đi, có thể còn được chia thanh lập trường. Hoa Vô Đạo nói ra, sư phụ, việc quan hệ tiểu sư muội tương lai, còn là ngài tự mình quyết định đi. Minh Thế Nhân quay người hướng phía Lục Châu nói ra, Tiểu Diên Nhi không dám nói lời nào, nhãn bên trong lại là tràn ngập chờ mong. Với tư cách Ma Thiên các đệ tử, đều biết sư phụ trong tay có rất nhiều vũ khí. Tu hành giới bên trong cũng đều truyền ngôn, Cơ Thiên Đạo là có bất thế kỳ ngộ, thu hoạch được đại lượng bảo vật cùng vũ khí. Lúc này mới bồi dưỡng được nhiều như vậy nghịch thiên ác đồ. Cho nên, Vân Tông muốn mượn cơ hội này, đổi một kiện vũ khí, đồng thời còn có thể hòa hoãn cùng Ma Thiên các quan hệ. Coi như Ma Thiên các không đáp ứng, quan hệ chẳng khác gì là duy trì hiện trạng, đối Vân Tông ảnh hưởng cũng không lớn. Không thể không nói, Vân Tông tính toán đánh thật hay. Lục Châu mở miệng nói, bản tỏa vũ khí trong tay không ít, có thể không có nghĩa là có thể tùy ý tặng người. Hoa Vô Đạo không có ngoài ý muốn, chắp tay nói, ta sẽ mau chóng thông tri Vân Tông. Vân Tông đã không nguyện ý giao ra Hắc Mục Liên, vậy bản tọa đành phải hôm nào đi đoạt. Lục Châu nói ra, vừa nghe đến đoạt, Hoa Vô Đạo lúng túng. Dựa theo Ma Thiên Các trước mắt tình huống đến xem, nếu thật muốn đi trước Vân Tông muốn Hắc Mục Liên, dẫn đầu tất nhiên là hắn Hoa Vô Đạo. Hắn ra mặt này, sao có thể làm được? Lui ra, Lục Châu giọng điệu cũng biến thành không thể nghi ngờ. Hoa Vô Đạo chắc tay, không nói chuyện. Minh Thế Nhân lại nói, sư phụ, cái này cái biện pháp tốt. Nói thật, ta đã lâu lắm không có đoạt lấy đồ vật. Tại dạng này sùng dưới, ta hắc bảng thứ tự đều muốn hạ xuống. Làm càn, Lục Châu thanh âm đề cao. Minh Thế Nhân dạ đến một cái giật mình, quỳ xuống vội vàng nói, đồ nhi biết sai, nhất thời nhanh miệng, chung quy là gây họa. Tiểu Diên Nhi nói ra, sư phụ, Hắc Mộc Liên ta không cần, ta không tin mở không khí hải. Lục Châu quay đầu nhìn thoáng qua Tiểu Diên Nhi nói ra, thật, đương nhiên là thật. Tiểu Diên Nhi cười nói, dù sao có sư phụ bảo hộ ta, ngươi nhà đầu này. Lục Châu nghiêm mặt nói, ngươi thiên phú không phải bình thường, nếu là không vào nguyên thần kiếp cảnh cũng quá đáng tiếc. Hắc Mộc Liên chính là thiên tài địa bảo, có thể giúp ngươi giải khai khí hải. Đến nay ngươi đã lớn lên, sư phụ không có khả năng che chở ngươi cả đời, cũng không thể nói mình thực lực rất kém, cần ngươi tiểu nha đầu này thiết thân bảo hộ a. Tiểu Diên Nhi nghe lại là một trận cảm động, mêu máu nói, sư phụ mới sẽ không chết đâu, lời này ý là hảo tâm, nghe thế nào có điểm là lạ. Cùng lúc đó, Vân Tông kiếm đan, Vân Tông có bát đại thánh đàn tu luyện chi địa, chỉ có kiếm đan là nhân số ít nhất địa phương, bởi vì kiếm đan chỉ thuộc về một người, đó chính là kiếm thánh La Si Tam. Vân Tông vốn có thất đàn thánh địa, từ tạp công ngoại môn đệ tử đến nội môn đệ tử cùng với trung kiên tầng được chia rõ ràng, chỉ có cái này kiếm đàn là chuyên môn vì La Sĩ Tam thành lập. La Sĩ Tam một lòng hướng tới chí cao kiếm đạo, chỉ thu mấy tên đệ tử trừ một ít quản lý kiếm đàn đệ tử cùng với bộ phận cái khác đàn thỉnh giáo đệ tử, cơ hồ không có bóng người. Kiếm đàn ở giữa to lớn lô đỉnh mạo hiểm khói xanh lượn lờ, sư phụ bế quan tiếp cận một tháng, thương thế hẳn là khỏi hẳn. Hoa Vô Đạo cũng không có thương tổn sư phụ chủ yếu là muốn mau sớm khôi phục tu vi. Khôi phục tu vi chỉ cần 7 ngày liền có thể, vì sao muốn bế quan lâu như thế? Ta còn có rất nhiều kiếm thuật muốn thỉnh giáo sư phụ. Sư phụ trước đó nói, hội có người tìm hắn luận bàn, sư phụ phải gìn giữ trạng thái đỉnh phong. Là ai có thể để sư phụ thận trọng như thế? Đối thủ nếu là cường đại như vậy, chúng ta đem đến tổng đàn chính là... Sư phụ nói qua, trốn được nhất thời, trốn không nhất thế. Chúng đệ tử nghị luận nhất thời hưng khởi, không có chú ý tới kiếm đàn bên ngoài, nhất đạo thanh bào thân ảnh, chân đạp hư không dạo bước mà tới. Qua trong giây lát, thanh bào kiếm khách xuyên qua tầng tầng bình chướng cùng kết giới, hiện lên ở kiếm đàn phía trên. Người nào? Có đệ tử nhìn thấy không trung thanh bào kiếm khách, sắc mặt hãi nhiên. Đệ tử khác đều rút kiếm, đối thanh bào kiếm khách như lâm đại địch. Có thể quỷ dị như vậy xuất hiện tại kiếm đàn phía trên, đối thủ cường đại, viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn bên ngoài. Thanh bào kiếm khách ôn hòa nói, các vị không cần kinh hoàng, ta cùng kiếm thánh ước hẹn, mong rằng thông báo một tiếng. Chúng đệ tử thở dài một hơi, vẫn còn may không phải là địch nhân. Kiếm thánh La Sĩ Tam thành danh đã lâu, có cao thủ như vậy bằng hữu chẳng có gì lạ. Nguyên lai là gia sư bằng hữu, vãn bối cái này thông báo một tiếng, mong rằng tiền bối chờ một lát. Làm phiền, tên đệ tử kia mới vừa chạy đến bế quan nơi trốn bên ngoài, một cỗ cường đại nguyên khí giải khai đại môn, mấy đạo kiếm cương từ trong cửa lớn tuôn ra. Hô, vù vù, kiếm cương xông vào kiếm đàn, bay lên, hướng phía chân trời bay lượn mà đi. Cái này, chúng đệ tử quá sợ hãi. Mấy đạo kiếm cương đảo mắt ở giữa bay đến thanh bào kiếm khách thân trước. Phanh phanh phanh, thanh bào kiếm khách nhẹ nhàng thoải mái, thân trước ngưng kết lớp kính cương phong, đem hết thảy kiếm cương ngăn tại bên ngoài. Kiếm cương tản mát tiêu thất, kiếm thánh La Sĩ Tam chắp tay đạp trên hư không, lơ lửng mà ra. Sư phụ, chúng đệ tử thỉnh an. La Sĩ Tam không để ý đến đệ tử, mà là hướng phía không trung phủ đi, tại khoảng cách thanh bào kiếm khách mấy chục mét không trung đình trệ. Đến rồi, nhìn xem hơi có vẻ già nua, lại phong phạm cao thủ hiển thị rõ La Sĩ Tam, thanh bào kiếm khách lộ ra nụ cười hài lòng. Ngươi bây giờ, coi như có thể, thú vị, ta vốn cho rằng, ngươi không dám tới.
Vân Tông kiếm đàn tu hành giả mặc dù không nhiều, nhưng cũng không phải chuột nhắt tùy ý làm bậy chỗ. Ngươi liền không sợ ta thiết hạ cạm bẫy, vậy liền thay cái thời gian lại giết. La Sĩ Tam nhẹ gật đầu nói ra, nghĩ tới ta tung hoành tu hành giới nhiều năm, cũng khinh thường tại dùng như thế ti tiện thủ đoạn. Ta từ đầu đến cuối cùng các người mà đạo bất đồng, muốn đánh, vậy liền công bằng nhất chiến. Như thế, càng tốt hơn. Nhìn xem Phong Khinh Vân đạm thanh bảo kiếm khách, La Sĩ Tam không dám khinh thường, cung cung kính kính ôm quyền, chính thức cất cao giọng nói. Vân Tông kiếm đàn đại thủ tọa, La Sĩ Tam xin chỉ giáo. Mưu Thượng Nhung, thanh bảo kiếm khách trên mặt tiểu dung, tượng trưng ôm quyền. Làm hắn nói ra cái tên này thời điểm, thanh âm rất nhẹ, rất nhạt lại đủ để truyền đến kiếm đàn phía trên. Những cái kia ngẩng đầu nhìn quanh kiếm đàn đệ tử, còn tưởng rằng là lão bằng hữu ở giữa gọi, nhưng nghe đến cái tên này thời điểm, từng cái giống như là chạm vào điện, đứng tại chỗ. Mưu Thượng Nhung, cái kia lại người nghe tin đã sợ mất mặt danh tử. Ma Thiên các đệ nhị vị đệ tử, thích khiêu chiến thiên hạ các lộ cao thủ kiếm đạo cường giả, cũng là đại viên tu hành giới công nhận một lời không hợp liền đại khai sát giới ma đầu, người tiễn ngoài hiệu kiếm ma. Hắn nhóm thế nào cũng không nghĩ tới, cái này khiên tốn hữu lễ thanh bảo kiếm khách, chính là đại danh đỉnh đỉnh Ma Thiên các nhị đệ tử Mưu Thượng Nhung. Tuổi trẻ hậu bối nghe quen liên quan tới ma đầu cố sự, cảm thấy hắn nhóm tướng mạo hẳn là loại kia đại gian đại ác, một ánh mắt thực chia ra kẻ thật là xấu. Có thể cái này thanh bảo kiếm khách, ai có thể nghĩ đến hắn chính là kiếm ma. Thông chi tổng đàn, cáo chi trưởng lão, cầm súng kiếm ma. Một tên đệ tử tỉnh táo lại, thấp giọng nói. Nhưng mà, hắn mới vừa nói xong lời này, La Sĩ Tam tiện tay một hồi, một cái lớn cỡ bàn tay thủ ấn bay đi. Ba, hung hăng phiến tại tên đệ tử kia gương mặt bên trên, lăng không xoay chuyển một vòng, ngồi bệt dưới đất bên trên, lập tức cả khuôn mặt sưng đỏ, toàn trường lặng ngắt như tờ. La Sĩ Tam thản nhiên nói, ta nói qua, muốn công bằng nhất chiến. Mưu Thượng Nhung chỉ là duy trì mỉm cười, ánh mắt bên trong tràn ngập bình tĩnh. Hắn căn bản liền không có đem những tiểu lâu la kia để vào mắt. Mời, La Sĩ Tam nâng tay phải lên, lòng bàn tay hướng bên trên. Kiếm đan ở giữa lô đỉnh bên trên, một thanh phi kiếm lấp lánh quang mang, bay đến hắn lòng bàn tay bên trong. Địa giai đỉnh phong vũ khí, Mưu Thượng Nhung ánh mắt từ đầu đến cuối liền không có rời đi La Sĩ Tam. Thanh kiếm kia còn chưa đủ hấp dẫn sự chú ý của hắn. La Sĩ Tam cảm nhận được Mưu Thượng Nhung khinh thị, nội tâm giận dữ, tiện tay vung lên. Thanh kiếm kia đột nhiên một hóa mười, mười chuôi kiếm bên ngoài bao vây lấy hùng hậu cương khí, công hưởng thanh đồng thời vang lên. Kiếm đàn phía trên đệ tử lộ ra nét mặt hưng phấn, có thể may mắn tận mắt chứng kiến sư phụ cùng kiếm ma chiến đấu, cái này là bao lớn cơ duyên. Cái này cùng 13 đạo kiếm cương bất đồng, kiếm cương là thuần túy nguyên khí ngưng kết thành kiếm cương, cái này 10 đạo kiếm lại là có vũ khí dẫn đạo, uy lực so 13 đạo kiếm cương cường đại hơn nhiều. Tầm quan trọng của vũ khí lại lần nữa không cần nói cũng biết. Tất cả mọi người không chớp mắt nhìn chằm chằm kia 10 đạo kiếm. Kiếm thánh La Sĩ Tam hừ nhẹ một tiếng, 10 đạo kiếm phục tùng hắn mệnh lệnh, dùng không có kết cấu gì quy tắc có thể nói phương thức, trực bức Mưu Thượng Nhung mặt, cương khí dũng động, cuốn lên một trận cuồng phong, thổi lên Mưu Thượng Nhung tóc dài. Hắn từ đầu đến cuối mặt mỉm cười, khoanh tay, bình tĩnh nhìn xem La Sĩ Tam. Kia 10 đạo kiếm ông tác hưởng, trong chớp mắt đến hắn trước mặt. Ông, một cỗ cường đại nguyên khí lực lượng, hình thành lớp kín tường, ngăn trở 10 đạo kiếm. Mưu Thượng Nhung vẫn y như cũ lo lửng chỗ, khoanh tay, phía sau trường kiếm màu đỏ, yên tĩnh chờ lệnh. Hắn không có xuất thủ, La Sĩ Tam trầm giọng nói, ngươi chủ quan, kia là 10 đạo kiếm lại lần nữa phân liệt, 10 hóa 20. La Sĩ Tam cao nhất có thể khống chế 13 đạo kiếm cương, có thể có vũ khí, nên có thể thông qua vũ khí gia tăng khống chế số lượng. 20 đạo kiếm phanh 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 đâm vào bức tường kia trên tường, dùng bài sơn đảo hải khí thế, đem hết thể cương khí quán xuyên đi qua. Phanh phanh phanh, Mưu Thượng Nhung vẫn y như cũ chưa động, Phong Khinh Vân đạm, bất động như núi. Kia 10 đạo kiếm ấu xô xi khỏa cương khí, đan xen vào nhau, kiếm đàn phía trên cương khí tung hoành. Đáng tiếc là, không cần nói hắn thế nào tiến công, Mưu Thượng Nhung đối diện với mấy cái này kiếm cương đều là lạnh nhạt đối mặt, Phong Khinh Vân đạm. La Sĩ Tam chung quanh kiếm cương cũng càng ngày càng nhiều, lít nhà lít nhít, giống như thủy triều. Kiếm đạo đánh đến cuối cùng, chính là đối kiếm cương khống chế năng lực, cũng chính là nguyên khí thành cương năng lực. Thực lực chênh lệch không nhiều đối thủ, thông thường ghép thành lẫn nhau tiêu hao chi thế. Nguyên khí nhiều thiếu cũng là tu vi cao thâm thể hiện. Đương nhiên, tại đạo đơn giản nhất, mặc kệ cỡ nào lề lề tiến công, mục đích đều là đánh bại thậm chí giết chết đối thủ. Rốt cục đến, Mưu Thượng Nhung liên quan trước người cương khí tường, bị cái này cương mạnh tiến công bước lùi mấy bước. Mặc dù như thế, Mưu Thượng Nhung vẫn y như cũ khoanh tay, không có động thủ. Đối với một cường giả, một cái danh xưng kiếm thánh cường giả, đây không thể nghi ngờ là to lớn sỉ nhục. Đạp không hướng bên trên, La Sĩ Tam hai tay nhất hợp, 10 đạo kiếm toàn bộ triệu hồi 10 hợp nhất, chắc tay trước ngực hướng bên trên, thanh kiếm kia liền đứng ở đỉnh đầu. Đồng thời, bốn phía nguyên khí cấp tốc hội tụ, bao khỏa thân kiếm. Sư phụ đại chiêu, kiếm đàn phía trên các đệ tử mở to hai mắt nhìn. Cái này là kiếm thánh thành danh kiếm kỹ, kiếm tâm địa ngục. Tên như ý nghĩa, lấy vũ khí làm trung tâm, hình thành cương khí hội tụ cự đại không gian. Hội tụ thời điểm cương khí lộn xộn,
xuất hiện tại không gian bên trong hết thảy địch nhân đều sẽ bị kiếm cương tiến công, là uy lực to lớn 7 chiêu thức mở đầu. Có thể uy lực chân chính bộc phát là làm kiếm cương giống như gai ngược đồng dạng hội tụ vào một chỗ hình thành to lớn kiếm cương. Một chiêu này có khai thiên tịch địa chi thế. Bách kiếp động minh, ông, phát thần xuất hiện, nguyên khí cộng hưởng thanh vang vọng toàn bộ kiếm đàn. Các đệ tử của hắn nhìn tâm chiều bành trướng, kích động không thôi. Thất Diệp Kim liền cấp tốc xoay tròn, phát thân gia trì cùng uy hiếp dưới, Ngu Thượng Nhung nên như thế nào ứng đối? Ánh mắt mọi người cấp tốc chuyển rời đến Ngu Thượng Nhung trên thân. Ngu Thượng Nhung hơi ngẩng đầu, nhìn xem kiếm tâm địa ngục hình thành to lớn kiếm cương. La Sĩ Tam trầm giọng nói, chỉ mong ngươi có thể để cho ta hài lòng. Hai tay hướng phía dưới huy động, làm cái bổ súng động tác đến. Đồng thời, kiếm tâm địa ngục một chiêu này cũng hướng phía dưới bổ tới. Trong chớp mắt rơi xuống, Ngu Thượng Nhung giả thoáng một chút, giống như là cái bóng. Kiếm tâm địa ngục cái này chí cường một chiêu, toàn bộ thất bại. Mê mơ, La Sĩ Tam nhíu mày, chướng nhãn pháp. Hắn không cho rằng Ngu Thượng Nhung tu kiếm đạo đồng thời còn có thể đem chướng nhãn pháp luyện đến tình trạng này. Kiếm tâm địa ngục mang theo cuồng phong, tàn phá bừa bãi qua đi, ánh mắt khôi phục. Ngu Thượng Nhung vẫn y như cũ lơ lửng ở chỗ, khoanh tay, mặt mỉm cười, không chớp mắt nhìn xem La Sĩ Tam. Chuyện gì xảy ra? Các đệ tử kinh hãi không thôi, không có khả năng. Hắn là thế nào làm đến? La Sĩ Tam đồng dạng hiếu kỳ, chỉ bất quá so các đệ tử bình tĩnh cỡ nào. Hắn nhìn xem La Sĩ Tam hỏi, ngươi dự định vĩnh viễn không xuất thủ? Ngu Thượng Nhung ôn hòa cười nhạt, đón gió mà đứng. Ta nếu xuất thủ, ngươi liền không có cơ hội, thật là cuồng vọng khẩu khí. Ngươi hiểu lầm ta, mê mơ, ngươi nếu thật hiểu ta, liền sẽ biết, vừa rồi, ta rất khiêm tốn, có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. La Sĩ Tam thân hình lấp lóe, mạn thiên đều là La Sĩ Tam cái bóng. Tại pháp thân bách kiếp động minh ra chi hạ, tốc độ nhanh như thiểm điện. Một chiêu này cực giống đạo ẩn chi thuật. Đồng thời, tại mạn thiên cái bóng chung quanh, linh nhà linh nhít kiếm cương hình thành, hướng phía Ngu Thượng Nhung tiến công mà tới. Ngu Thượng Nhung mặt mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu, tựa hồ đối với một chiêu này biểu thị hài lòng. Ngay tại trước mặt hắn cái kia đạo cương tường vỡ vụn sát na, Ngu Thượng Nhung tay phải vừa nhấc, cấp tốc huy kiếm, trái, giữa, phải, ba đạo thân ảnh lấp lóe giả thoáng, liền giống như là xuất hiện trọng ảnh giống như, trở lại đến này, vào ba hồn. Hồng sắc trường sinh kiếm đột nhiên nở rộ hào quang chói sáng, bao phủ chung quanh, không gian giống như là thủy lãng đồng dạng ba động. La Sĩ Tam chỉ nghe thấy đầu óc vù vù gọi bậy, trước mắt đã thấy không rõ là Ngu Thượng Nhung thân ảnh.